5 thói quen đã giúp cuộc sống của mình trở nên chất lượng hơn. Và thói quen đầu tiên đó chính là tập thể dục. Cách đây 4 năm thôi, từ một con người ít hoạt động, sợ nóng, sợ mệt, trong tủ không có nổi một đôi giày thể thao nào, người thì ì ạch không có năng lượng, luôn cảm thấy mệt mỏi và làm gì cũng mất tập trung. Và đây là con người của mình hiện tại, tinh thần luôn sảng khoái, tràn đầy năng lượng để học tập và làm việc, coi việc tập thể dục như một thói quen hàng ngày. Ăn uống ngủ nghỉ, đi tập cũng là một phần của cuộc sống. Đúng là đời thay đổi khi ta thay đổi. Cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn, được nhiều người biết đến hơn, được yêu quý hơn và có nhiều cơ hội hơn. Việc cải thiện được vóc dáng, có body mà mình mơ ước cũng kéo theo một nỗi niềm thầm kín mà mình đã phải tìm tò mãi mới giải quyết được, đó chính là mùi hôi chân. Trước đây thì mình không bị, sau sinh nội tiết tố thay đổi cộng với việc hoạt động thể dục thể thao với cường độ liên tục mỗi ngày khiến mình đã phải thử rất là nhiều cách khác nhau, và sự lựa chọn của mình chính là chai xịt khử mùi này, chiết xuất từ thực vật nên hoàn toàn là an toàn, có mùi thơm mát của bạc hà. Mỗi ngày mình chỉ cần xịt một lần thôi là chân và giày của mình đã khô ráo thoáng mát, ngăn ngừa những vi khuẩn tích tụ, giúp mình tự tin mỗi khi đi tập hay cởi giày ra mà không ái ngại bởi những ánh mắt xung quanh. Bây giờ thì chân mình đã đỡ hết mùi rồi, mồ hôi cũng đã giảm, nhưng mình vẫn duy trì dùng hàng ngày để tự tin hơn, thơm mát, giống như là chúng ta xịt nước hoa vậy đó. Chúc mọi người luôn năng lượng tích cực và tự tin. Những ai đang gặp vấn đề mùi hôi chân thì hãy dùng thử ngay chai xịt này đi nha.